Hôm nay mình có đang sửa một cái đầu ăn viên mọi người này. Với cái lỗi của nó này, nó cứ chớp chớp cái đèn này nhá. Chớp chớp cái đèn này này. Và tất nhiên là không khởi động được. Cái đầu này thì nó chạy một cái adapter rời. Với cái thông số của cái adapter là 12V 1A mọi người ạ. 12V 1A này. Thì mình vừa mới đi vệ sinh cho người ta, bởi vì người ta chạy lâu năm rồi, nó bẩn cực kỳ luôn. Mình vừa vệ sinh sạch nó đi rồi. Một cái đầu truyền hình mất tiền nhá mọi người nhé, của hãng An Viên AVG, nó có thẻ là cài này. Thì với cái lỗi như này ấy, thì chúng ta phải xác định được là trong đầu có đang bị chập hay là cái adapter hỏng. Thì cái adapter của nó đây mình có ghim thử này và mình có đo nguồn qua nhé mọi người nhé, mình có đo nguồn đầu ra của nó này thì nó vẫn ra được 12V 11,9, tức là 12V ok các bạn ạ. Nhưng mà hình như nó có sự dao động. Các bạn để ý không? Thấy đồng hồ của mình nó cứ nhấp nháy đấy. Nó phải ổn định cơ. Như vậy là khả năng là ở cái adapter lỗi chứ không phải là cái đầu ấy lỗi. Thì để mà xử lý nó thì chúng ta kiếm một cái adapter khác chúng ta test thử. Nhưng mình ở đây mình sẽ sử dụng cái bộ cấp nguồn của mình. Mình chỉnh ra là 12V. Mình có bộ cấp nguồn, mình là thợ sửa nên mình hay có bộ cấp nguồn. Và mình cấp thử cho nó. Mình đang chỉnh ra 12V. Coi như mình thay thế cái bộ adapter này này. Ôi, chạm mất rồi. Thì các bạn để ý đèn nó không nháy nữa và nó báo bốt chạy ok lên bình thường mọi người nhá. Như vậy là lỗi là liên quan đến cái adapter này đang có sự cố. Chúng ta phải biết loại trừ nhá mọi người nhá. Không này đo thấy có điện áp mà lại cứ nghĩ là bộ nguồn này không, bộ adapter không việc gì, lại cứ tháo cái đầu ra sửa là rất là mất công nhá. Đây này, mình có đo thử ấy, thì mình thấy cái nguồn của nó rất là mấp mô, nó không mấp mô nhiều đâu. Cái kim của nó ấy, như mình đo đồng hồ điện tử ấy, nó cũng có sự rung rung này, nó đã nhé, nó phải ổn định cơ nhưng nó rung rung này. Khả năng đây là một cái ban liên quan đến tụ lọc trong cái adapter này. Cái adapter này do khách, những cái đầu này là khách cắm 24/24 mà, do đó mà đến một thời điểm mà đấy nó sẽ niên hạn sử dụng tụ bao nhiêu giờ ấy, là nó sẽ hỏng. Nên khả năng mình đang nghi là có tụ lọc đầu ra đang bị phồng, nên là mình sẽ phá ra mình thử xem có đúng không nhá. Cái này thì chúng ta chỉ có cạy thôi mọi người ạ, bởi vì nó đổ keo hết. Khi ép như vậy là họ ấy kín chắc lại hết, chúng ta không thể nào mà vặn ốc, có ốc gì đâu. Một số adapter thì nó có ốc, riêng con này thì phải cạy thôi. Đây chính là cái lõi của nó này mọi người này. Cạy hẳn nó ra đã khá là chất này. Nhìn qua ấy, thì tụ lọc đầu ra không bị phồng. Nhưng mà con tụ lọc nguồn 300V, 15i 400V này, nó đã bị phồng rồi mọi người này. Và mình thấy bên này nó rất là nóng luôn này. Mạch này ấy, thì nó thiết kế, ui dồi, con MOSFET nóng bỏng luôn. Là sử dụng con IC dao động 6 chân này. Kích một con MOSFET trên cái miếng nhôm này này, à, trên cái miếng tản nhiệt này này. Để nó tạo ra cái nguồn 1V 12V 1A đấy. Được chỉnh liên qua hai con diode này này. Tức là cái nguồn 12V đầu ra của nó không cần độ ổn định cao, có thể lên 13V hoặc xuống 10V thì là con đi, nó chỉ là cái năng lượng đầu vào thôi. Ở đây nó sẽ có mấy cái mạch bức hạ áp ra các nguồn 5V rồi 3,3, 1,8V ổn định khác để cho mạch chạy. Thì bây giờ mình sẽ thử thay hàn la mạch và mình thay thử. Ôi rồi. Nó hỏng hết tụ lọc 400V rồi mọi người ạ. Đây là mình cho mọi người tham khảo này. Mình sẽ tháo mấy con tụ ra nhá. Nó có hai con tụ lọc nguồn 300V đầu, nguồn DC 300V mọi người ạ. Nhưng mà nó một con thì đã bị cụt chân rồi. Con này thì 400V 4,7mm lọc đầu tiên đấy, sau đó nó đi qua quận L này nữa thì bắt đầu được lọc bởi con tụ to đấy. Con tụ to cũng phồng rồi mọi người ạ. Đây là ban do đấy, nó cũng hỏng rồi mọi người nhé. Khả năng thay hai con tụ này là nó sẽ chạy mọi người ạ. Tức là nguồn AC 100V hoặc 220, tức là nguồn giải rộng nó sẽ vào được chỉ nêu qua bốn con diode bé này. Tất nhiên bộ lọc chặn các nhiễu của điện lưới nữa. Nó sẽ được chỉnh nêu thành nguồn DC được lọc đầu tiên một con tụ này 4,7mm 400V. Sau đó được điện áp dương đấy được đi qua một con quận lời nữa, rồi tiếp tục được lọc bởi cái quận con tụ to này 400V 15mm này. Thì
thì từ cái lượng DC đấy nó sẽ đi vào cái mạch nguồn xung để nó hạ ra 12V nhá. Bây giờ mình sẽ kiếm hai con tụ này mình thay. Hai con tụ này thì chúng ta cũng chẳng cần chuẩn trị số lắm đâu. Đây, riêng con tụ 4,7 thì có thể là mình sẽ sử dụng con 8,2 này đi. Mình vừa mới nhập một lô tụ điện này, thay cho bếp từ này, nổ giã xác hay nhựa các sạc điện thoại hay sao ấy. Tụ rất là chất luôn. Và con 15mm này thì mình có thể thay con 10mm cũng được nhá. Bây giờ mình sẽ kiếm và mình thay thử nhá, xem nó ok không. Mình đã thay hai con tụ lọc nguồn 300V nhá. Một con 4,7 mình thay bằng con 8,2. Con 15 thì mình thay con 400V, vì cái này mình có con tụ 22mm to hơn cũng ok, nhưng mà do nó dài hơn, không lắp được cái vỏ này, nên mình thay, nói chung là tụ lọc 300V với những cái nguồn adapter nó chỉ có 12W này, thì chúng ta cũng chỉ cần con tụ 10mm cũng được, không cần thiết lắm mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả sau khi mình thay xong, nó xem nó ok không nhé. Khi mà cái điện áp DC 300V của nó mà không được lọc, tức là hai con tụ nó mất tác dụng đấy, thì dẫn tới là cái nguồn năng lượng DC của nó không ổn định, do đó mà cái mạch nguồn xung của nó hoạt động không tốt. Khi có tải là nó sẽ gây sụt áp, dẫn tới bị nhấp nháy các bạn ạ. Còn ở chế độ đo không tải ấy, nếu mình đo không tải này thì nó vẫn ổn định, nhưng mà nó vẫn có sự mấp mô một chút, rung rung mọi người ạ. Và có thể khi mình cắm vào tải thì nó sẽ sụt luôn, nên dẫn tới cái đèn của cái đầu nó nhấp nháy đấy. Chúng ta để ý này, nó không 11,93 và không nhấp nháy gì luôn mọi người nhé, rất là chuẩn luôn. Ở đây mình sẽ cắm thử xem kết quả của nó này. Ok nhá các bạn nhá. Như vậy là sau vài bước mình cũng đã sửa được một cái đầu an viên bị cái lỗi nhấp nháy cái đèn này. Nguyên nhân là do adapter hỏng và sửa khá là dễ, đỡ phải vứt bỏ rác một cái adapter nhá. Sửa như này nó còn rất là bền, cực kỳ bền luôn mọi người ạ. Bởi vì đấy là nó là adapter theo đầu, chất lượng của nó sẽ tốt hơn so với những cái adapter mua trên thị trường mọi người nhá. Mình sẽ kết thúc video này ở đây, vì mình đã xử lý nó ok rồi. Chào tạm biệt các bạn nhá.